Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Với tôi và với cả những người bạn của tôi, đó là sự xúc phạm không thể chấp nhận được. MC Lại Văn Sâm bức xúc. MC Lại Văn Sâm là người bị giả mạo trên trang cá nhân nhiều nhất nhì Showbiz Việt. Để chấm dứt tình trạng mạo danh nói trên, vị MC kỳ cựu của VTV đã quyết định lập một trang cá nhân với dấu tích xanh. Tuy nhiên, dù được xem là MC quốc dân được đông đảo anh em đồng nghiệp và khán giả mến mộ, MC Lại Văn Sâm vẫn phải đối diện với những comment trái chiều trên mạng xã hội. Đáng nói hơn, có một số anti fan còn dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để comment trên trang cá nhân của ông. MC Lại Văn Sâm là một trong số những người nổi tiếng bị mạo danh nhiều nhất trên mạng xã hội. Bức xúc trước sự việc này, MC Lại Văn Sâm đã gửi lời tuyên chiến tới những người nói trên. Ông viết: gửi tới những người bạn mà tôi chưa từng quen trên Facebook. Sau một năm lập trang Facebook chính chủ, duy nhất, được gắn tích xanh để phân biệt với hàng chục trang mạo danh tôi, kể cả có ảnh tôi hay không, đến nay đã có gần 90.000 follower. Đó quả là vinh hạnh lớn đối với tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm, yêu mến của tất cả mọi người, bất luận đó là những người tôi biết hay không biết, quen hay không quen. Tôi quan niệm Facebook là khu vườn riêng của mỗi ngôi nhà, trong đó bạn bè có thể chuyện trò, trao đổi những thông tin, chia sẻ những cảm xúc để yêu quý nhau hơn, hiểu nhau hơn, giúp nhau sống vui vẻ hơn, tử tế hơn, theo đúng nghĩa, có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người, sống để yêu nhau. Đơn giản chỉ thế thôi. Tôi quan niệm Facebook là khu vườn riêng của mỗi ngôi nhà. Vậy mà có một số người, tôi không gọi đó là bạn, tự cho mình cái quyền coi thường tất cả, bước vào vườn nhà người khác, buông ra những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa vô cùng khó nghe. Với tôi, và với cả những người bạn của tôi, đó là sự xúc phạm không thể chấp nhận được. Bạn sẽ chỉ được mọi người tôn trọng nếu như bạn biết tôn trọng mọi người. Thế nên, nếu ai đó vào khu vườn Facebook của tôi mà đưa ra những lời lẽ vô văn hóa thì, xin lỗi, người đó không bao giờ là bạn của tôi. Ai đó vào Facebook của tôi mà đưa ra những lời lẽ vô văn hóa thì, xin lỗi, người đó không bao giờ là bạn của tôi. Tôi sẽ không thèm đọc những comment đó, và, xin lỗi nhá, tôi sẽ ngay lập tức block, xóa tên vĩnh viễn những kẻ đó, giống như tôi vẫn xách những túi rác bẩn vứt đi hàng sáng. Những chia sẻ của nam MC kỳ cựu nhanh chóng nhận được sự đồng tình của hàng ngàn bạn bè và cư dân mạng. Đa phần khán giả đều ủng hộ cách ứng xử đầy mạnh mẽ, quyết đoán của MC Lại Văn Sâm đối với nạn comment thiếu văn hóa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.